Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã bước qua tháng 8 âm lịch. Từ đầu năm đến giờ, những con sắp này đã bị cuộc đời vùi dập, vận đen đeo bám, khổ tận cam lai, ra đường mất tiền, tình yêu đổ vỡ, người thân hiểu lầm, bạn bè xa lánh. Thế nhưng bước sang 3 ngày cuối tháng 8 âm lịch, cuộc sống của những con giáp này sẽ bước sang một trang mới, vận xui qua đi, vận may kéo tới, làm gì cũng thuận lợi và hanh thông. Đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Con giáp may mắn đầu tiên phải kể đến là những người tuổi Tỵ. Trong 3 ngày cuối tháng 8 này, có sự hậu thuẫn từ tam hợp cục, vận khí của người tuổi Tỵ có nhiều điểm sáng. Đường công danh sự nghiệp, học hành thi cử của bản mệnh đều rất thuận lợi. Nếu con giáp này đang chờ kết quả thi cử thì có thể nhận được tin tốt lành. Trong những ngày cuối tháng này cũng là thời điểm rất thích hợp để mưu sự hay là tiến hành những kế hoạch quan trọng mà bạn ấp ủ đã từ lâu. Cát khí vượng thế này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Đặc biệt, bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư sinh lời, kiếm thêm nguồn thu nhập cho mình. Biết đâu mạo hiểm sẽ giúp bạn có được thành quả bất ngờ. Hỏa khắc kim, bản mệnh có thể vấp phải sự phản đối của người nhà trong vấn đề tình cảm. Hai bên đều có lý lẽ riêng của mình, nhưng suy cho cùng, người trong gia đình chớ nên đối chọi gay gắt. Bạn nên lựa thời điểm đôi bên đều đã hòa hoãn để trình bày quan điểm của mình, chớ lửa cháy đổ thêm dầu. Vậy nên những gia chủ tuổi Tỵ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để hóa giải. Để tăng cường may mắn và tài lộc, các gia chủ tuổi Tỵ cần phải lưu ý những điểm sau. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, hỏa, công danh sự nghiệp, học hành thuận lợi. Tuổi Đinh Tỵ 1977, tuổi thổ, dễ nhận tin tốt lành từ việc thi cử. Tuổi Kỷ Tỵ 1989, mộc, ngày thích hợp để mưu đại sự. Tuổi Tân Tỵ 2001, kim, có thể suy nghĩ đến việc đầu tư sinh lời. Tử vi tuổi Quý Tỵ 1953-2013, thủy, bị gia đình phản đối vấn đề tình cảm. Màu sắc cát tường cho gia chủ tuổi Tỵ là màu tím và màu đỏ. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ là những con giáp sau: tuổi Sửu, tuổi Thân và tuổi Dậu. Những người tuổi Tỵ nên chơi với những con giáp này để tăng cường vận quý nhân, giúp tăng cường tài lộc và may mắn. Con giáp may mắn thứ hai trong những ngày cuối tháng này là những người tuổi Sửu. Trong 3 ngày cuối tháng 8 âm lịch của 12 con giáp đưa ra dự báo rằng tuổi Sửu may mắn có được sự đồng hành và hậu thuẫn từ quý nhân trong ngày tam hợp thái tuế, nên làm gì cũng suôn sẻ hơn hẳn. Bạn cũng đang phát huy được tốt năng lực của mình, thể hiện sự xuất sắc của bản thân. Bạn hãy tận dụng thời cơ thuận lợi này để nỗ lực hết mình, nâng cao hiệu quả làm việc và tạo được ấn tượng với cấp trên của mình. Ngoài ra thì hãy luôn trau dồi kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ để ngày càng hoàn thiện và có phương pháp giải quyết vấn đề linh hoạt, thông minh và sáng tạo hơn. Hôm nay cũng là ngày ngũ hành tương sinh nên mối quan hệ tình cảm của Sửu không còn bất cứ khúc mắc nào cả. Cả hai đã chịu ngồi lại nói rõ ràng mọi chuyện nên hiểu lầm được tháo gỡ, tình cảm lại mặn nồng như xưa. Hai bạn cũng luôn cố gắng gìn giữ tình cảm nên đều cố gắng hạn chế mọi nguy cơ dẫn tới rạn nứt. Bên cạnh đó, những người tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp cho vận trình năm được thuận lợi và may mắn. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tuổi Ất Sửu 1985, kim, có sự đồng hành và hậu thuẫn từ quý nhân. Tuổi Đinh Sửu 1997, thủy, phát huy được tốt năng lực của mình. Tuổi Kỷ Sửu 1949-2009, hỏa, nỗ lực hết mình, nâng cao hiệu quả làm việc. Tuổi Tân Sửu 1961, thổ, hãy luôn trau dồi kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ. Tuổi Kỷ Sửu 1973, mộc, mối quan hệ tình cảm không còn khúc mắc. Màu sắc cát tường với gia chủ tuổi Sửu là hai màu nâu và vàng. Quý nhân phù trợ cho những người tuổi Sửu, lục hợp với Sửu là những người tuổi Tý, tam hợp có người tuổi Tỵ và tuổi Dậu. Gia chủ tuổi Sửu cần chơi với ba con giáp này để tăng vận may trong công việc. Con giáp may mắn thứ ba trong những ngày cuối tháng 9 âm lịch này là những người tuổi Dần. Tuổi Dần có một tháng làm việc hăng hái và nhiệt tình nhờ sự xuất hiện của các tinh chính quan. Khối lượng công việc dồn dập hàng ngày được con giáp này kiểm soát rất tốt, xử lý gọn gàng, đâu ra đấy. Dù đôi lúc vẫn còn chút căng thẳng, nhưng bạn vẫn luôn giải quyết mọi chuyện vô cùng êm đẹp. Những thứ tưởng chừng như khó khăn, nay bạn cũng đã vượt qua được. Qua đó, khả năng tiềm ẩn của Dần cũng được khai phá mạnh mẽ, mở rộng đường tiến thân cho bạn.
Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc tác động nên đường tình duyên của những người chú hổ lại kém sắc. Được cái này mất cái kia, nếu bạn cứ mải miết theo đuổi sự nghiệp như hiện tại thì chắc chắn sẽ đẩy tình duyên của mình tới bờ vực sụp đổ. Người độc thân cũng sẽ phải chịu cảnh cô đơn một thời gian dài. Vậy nên để hóa giải, những người tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất. Đây là pháp khí hóa giải thị phi, tăng cường vận quý nhân, nhân duyên và gia tăng may mắn tài lộc cho gia chủ. Những điểm đáng lưu ý cho người tuổi Dần. Tuổi Giáp Dần 1974 Thủy có một ngày làm việc hăng hái và nhiệt tình. Tuổi Bính Dần 1986 Hỏa kiểm soát công việc tốt, xử lý gọn gàng. Tuổi Mậu Dần 1998 Thổ vượt qua khó khăn một cách êm đẹp. Tuổi Canh Dần 1950-2010 Mộc khả năng tiềm ẩn được khai phá mạnh mẽ. Tuổi Nhâm Dần 1962 Kim tình duyên kém sắc do mải mê với sự nghiệp. Màu sắc cát tường cho gia chủ tuổi Dần bao gồm hai màu xanh lục và xanh rêu. Quý nhân phù trợ cho những người tuổi Dần là lục hợp với Dần là những người tuổi Hợi, tam hợp với Dần là người tuổi Ngọ và tuổi Tuất. Những gia chủ tuổi Dần nên chọn chơi với những người này để có được cát khí của quý nhân. Con giáp may mắn thứ tư trong 3 ngày cuối tháng này là những người tuổi Thìn. Với sự xuất hiện của cục diện lục hợp, người tuổi Thìn đang được may mắn đứng về phía mình, giúp bạn giải quyết êm xuôi rất nhiều khúc mắc trong công việc. Đặc biệt những bản hợp đồng, thương vụ hợp tác, bế tắc trước đó nay bỗng được khai thông, trở nên trơn tru hơn rất nhiều. Việc ký kết diễn ra nhanh hơn cả dự kiến của bạn. May mắn cũng đến với con giáp này ở phương diện tình cảm, người độc thân có cơ hội cải thiện tình trạng của mình. Nhân duyên vượng giúp bạn tìm được người tâm đầu ý hợp. Người này không ai xa lạ mà chính là người bạn có quen biết. Đôi bên có sự tin tưởng về nhau nên tình cảm manh nha rất nhanh. Với những bạn đã có đôi có cặp, mối quan hệ đang trong thời kỳ thăng hoa, tha hồ tận hưởng thời gian hạnh phúc và ngọt ngào, hai người cùng chung tay vun đắp tổ ấm gia đình của mình, có người để yêu thương và bảo vệ trước sóng gió cuộc đời. Vậy nên những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp tăng cường tài lộc và nhân duyên trong những ngày cuối tháng này. Luận đoán vận hạn chi tiết của tuổi Thìn như sau. Tuổi Giáp Thìn 1964 Hỏa giải quyết êm xuôi nhiều khúc mắc công việc. Tuổi Bính Thìn 1976 Thổ khai thông hợp đồng, thương vụ hợp tác bế tắc. Tuổi Mậu Thìn 1988 Mộc việc ký kết diễn ra nhanh hơn cả dự kiến. Tuổi Canh Thìn 2000 Kim người độc thân có cơ hội cải thiện tình trạng. Tuổi Nhâm Thìn 1952 Thủy tình cảm của các cặp đôi trong thời kỳ thăng hoa. Màu sắc cát tường cho những người tuổi Thìn là có hai màu xám và màu cà phê. Quý nhân phù trợ với người tuổi Thìn. Lục hợp với tuổi Thìn là những người tuổi Dậu, tam hợp với tuổi Thìn là tuổi Tý. Những gia chủ tuổi Thìn nên chơi thân với những con giáp này để có được may mắn và bình an. Con giáp may mắn thứ 6 cũng là con giáp may mắn cuối cùng trong tháng 8 âm lịch này, đó là những gia chủ tuổi Hợi. Cát tinh chính quan tụ khí, người tuổi Hợi sẽ cảm thấy tràn đầy cảm hứng sáng tạo trong công việc. Bạn có sự tự tin và muốn làm thứ gì đó mới mẻ, bứt phá khỏi giới hạn an toàn thường ngày của mình. Chính sự đột phá này sẽ mang đến cho bạn nhiều thành quả xứng đáng. Cũng trong những ngày này, bạn sẽ nhận được thành quả từ một quyết định khá liều lĩnh trước đó của bạn trong kinh doanh. Lợi nhuận thu về vượt cả dự kiến, giúp cho bạn gia tăng niềm tin nhất định vào những gì mình đang làm. Về mặt tình cảm, kim sinh thủy tạo điều kiện cho những người độc thân từ từ tìm hiểu đối phương và mở lòng mình hơn. Trước khi tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc, cả hai cũng có thể là những người bạn để cùng chia sẻ những vui buồn hàng ngày. Đừng quá đặt nặng vấn đề. Vậy nên những gia chủ tuổi Hợi cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp tăng cường tình duyên, hóa giải xung sát, thị phi và thâu thu tài lộc cho gia chủ. Chi tiết từng tuổi Hợi như sau. Tuổi Ất Hợi 1995 là hỏa, tràn đầy cảm hứng sáng tạo trong công việc. Tuổi Đinh Hợi 1947-2007 thổ, có sự tự tin và muốn làm thứ gì đó mới mẻ. Tuổi Kỷ Hợi 1959 mộc, sự đột phá mang lại thành quả xứng đáng. Tuổi Tân Hợi 1971 kim, lợi nhuận thu về vượt cả dự kiến. Tuổi Quý Hợi 1983 thủy, người độc thân đã chịu mở lòng hơn. Màu sắc cát tường với tuổi Hợi là màu đen và màu xanh dương. Quý nhân phù trợ. Tuổi lục hợp với Hợi là những người tuổi Dần, tam hợp có Mão và Mùi, vậy nên những người tuổi Hợi nên chơi với ba con giáp này để hóa giải những điểm xấu không may mắn trong tháng 8 âm lịch. Thưa
Thưa quý vị, trên đây là 5 con giáp cực kỳ may mắn trong tháng 8 âm lịch. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.